Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. 30 tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Bị can Trương Mỹ Lan bằng nhiều thủ đoạn đã chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB, nhưng cơ quan công an chỉ thu giữ hơn 2.000 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, từ năm 2012 đến năm 2022, Ngân hàng SCB cho vay giải ngân cho 1.366 khách hàng, trong đó 710 cá nhân và 656 tổ chức. Riêng nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay. Phần lớn các khoản nợ đều thuộc diện không có khả năng thu hồi. Trong đó, từ tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB, Đến nay, các khoản vay này còn nợ hơn 545.000 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt này đều phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định, nhiều khoản vay chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân, chưa có phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền Do vậy, có đủ căn cứ xác định toàn bộ số tiền gốc hơn 415.666 tỷ đồng mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lập hồ sơ vay vốn hợp thức để rút ra khỏi ngân hàng SCB đến nay còn dư nợ không trả được là số tiền mà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt của ngân hàng SCB. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định số tài sản còn lại bảo đảm cho các khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan có giá trị Hiện ngân hàng SCB quản lý theo dõi, kết quả định giá tài sản bảo đảm của công ty thẩm định giá Hoàng Quân tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022 và kết quả đánh giá các tài sản có đủ pháp lý của SCB thì số tài sản bảo đảm có giá trị hơn 111.570 tỷ đồng. Do vậy, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng, đồng thời gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để SCB giải ngân 368 khoản vay khác, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cơ quan điều tra đã giả soát xác minh truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản tài sản đứng tên các bị can để thu hồi kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. Cụ thể, đối với bà Trương Mỹ Lan, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền 589,8 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ cùng hàng ngàn bất động sản siêu xe du thuyền tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cây biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, cây biên 857 triệu cổ phần SCB của Bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Trong đó có 14,5 triệu đô la Mỹ mà Trương Mỹ Lan đã đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn. Sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Việt đã giao nộp toàn bộ số tiền nhận của Lan cho cơ quan điều tra thông qua Nguyễn Lệ Hằng và Nguyễn Thu Nga. Bị can Trương Mỹ Lan khai nhận số tiền trên và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của bị can trong vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng phong tỏa 43 tài khoản của các cá nhân đứng tên hộ bị can Trương Mỹ Lan mở tại các ngân hàng, tổng số tiền phong tỏa hơn 1.895 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tính chung số tiền mặt thu giữ và phong tỏa trong ngân hàng được dùng để khắc phục hành vi vi phạm của bị can Trương Mỹ Lan trong vụ án hơn 2.485 tỷ đồng và gần 23,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 564 tỷ đồng. Một thông tin đáng chú ý khác là cuốn sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng, lái xe và Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan. Theo kết luận điều tra, mặc dù không giữ chức vụ tại SCB, song bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này với việc nắm giữ hơn 91% cổ phần của ngân hàng này thông qua 27 pháp nhân cá nhân. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút hơn 1 triệu tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các bị can và nhân sự cấp cao tại SCB đã tuân thủ theo chỉ đạo của bà Lan, ký hợp thức hồ sơ và thực hiện các quy trình vay vốn mà không tuân theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong đế chế Vạn Thịnh Phát của người phụ nữ này, Vân đứng tên và điều hành nhiều công ty ma với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB. Kết luận điều tra nêu, tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân pháp nhân ma để thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Nhóm cán bộ lãnh đạo SCB xuất tiền theo một quy trình có sẵn bất chấp các quy định pháp luật, tiền mặt được chuyển ra khỏi SCB và sau đó được chuyển lòng vòng trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả của điều tra đã xác định rằng có 1.284 khoản vay với hơn 483.000 tỷ đồng nợ gốc đã được thực hiện thông qua các tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân. Quá trình điều tra vụ án xác định có nhiều chuyến xe chở tiền đến trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh để giao tiền cho bà Trương Mỹ Lan hoặc chuyển trực tiếp cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan. Sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng lái xe và Trần Thị Hoàng Uyên trợ lý của bà Lan cho thấy, từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, bị can Dũng đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hoặc nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood 127 Pasteur quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước về tội nhận hối lộ, số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong kết luận có đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận, ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra căn cứ theo đúng quy định của pháp luật Nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn về tội đưa hối lộ. Đối với ông Nguyễn Nam Tuấn, lái xe cho ông Văn, là người tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng ông Văn đến nhà riêng đưa cho nhàn. Theo cơ quan điều tra, ông Tuấn không biết trong thùng đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận. Ngoài ra, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Văn nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với Nguyễn Nam Tuấn. Đối với Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, cơ quan điều tra cho biết bị can đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài nên đã ra quyết định khởi tố bị can quyết định truy nã đối với Thành về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Sau khi bắt được bị can, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Với tham vọng nắm quyền chi phối số cổ phần ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Trong số này, bị can Hoàng Minh Hoàn làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa, một trong ba ngân hàng hợp nhất thành SCB từ tháng 3 năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB sau khi hợp nhất đến khi bị khởi tố. Ông Hoàn trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau. Sau khi Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB nghỉ việc, Trương Mỹ Lan cho Hoàng Minh Hoàn làm quyền Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, Mới chỉ ngồi ghế quyền tổng giám đốc SCB được một tháng, ông Hoàn xin Trương Mỹ Lan cho nghỉ vì áp lực công việc. Sau đó, Đinh Văn Thành, chủ tịch SCB thời điểm đó, đề cử Trương Mỹ Lan cho Trương Khánh Hoàng lên thay vị trí của Hoàn. Quá trình công tác tại ngân hàng SCB, Hoàn biết các hình thức cấp tín dụng cho khách hàng, gồm cho khách hàng vay thông thường và cho khách hàng vay các cá nhân, tổ chức thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan chỉ đạo ngân hàng SCB cho vay. Trong đó, khi bị can đảm nhiệm chức vụ quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trương Khánh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tái thẩm định, Trần Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc khối tái thẩm định lập hồ sơ cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn. Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, Hoàng và Dung chỉ đạo khối tái thẩm định lập tờ trình chuyển các chi nhánh để chỉnh sửa thành tờ trình đề xuất cho vay của chi nhánh, trình các cấp đề ký, duyệt cho vay ngay mà không cần thẩm định. Đối với tài sản bảo đảm, khối tái thẩm định cũng là đơn vị trực tiếp liên hệ các công ty thẩm định giá độc lập để làm chứng thư thẩm định giá. Hoàn khai nhận các khoản vay của khách hàng tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm tỷ lệ hơn 90% tổng số khoản vay của ngân hàng SCB do Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của ngân hàng này. Ngoài chỉ đạo Hoàng và Dung, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB để thực hiện cho vay. Hoàn thừa nhận sai phạm của mình khi tham gia xét duyệt cấp tín dụng trái quy định cho các khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Theo đó, từ ngày 30 tháng 7 năm 2020 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022, Hoàn đã ký, phê duyệt 42 tờ trình tái thẩm định, 40 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 24 tờ trình tổng giám đốc, trình hội đồng quản trị đồng ý cho 39 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 51 khoản vay có dư nợ hơn 2.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Hoàng Minh Hoàn với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan phạm tội. Bị can Hoàng Minh Hoàn liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 2.400 tỷ đồng. Trong vụ án này, Hoàng Minh Hoàn bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.